Rồi xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em về khoan Brut LED của Ruby tiếp. Thì để cho anh em là thân máy này với giá 1 ,6 triệu 6. Pin 900 và sạc 400. Đó. Thì anh em nào quan tâm đến bộ này thì có thể liên hệ em. Bao gồm một thân máy, một pin 4A, một sạc. 1 ,6 triệu 6 cộng 900 là 2 triệu rưỡi. Cái sạc 400 nữa là 2 ,9 triệu 9 bộ này. Khoan 3 chức năng. Rồi, ok nha anh em. 2 triệu 900 ngàn. Một máy, một pin 4A, một sạc. Hàng còn đẹp và giá tốt. Rồi, cảm ơn anh em.